Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11, bộ truyện Đô Thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Thiên không biết có người đang điều tra mình những ngày này đối với Hoàng Thiên mà nói là khoảng thời gian vui vẻ, khoảng thời gian vô cùng lãng mạn khó quên cùng Trịnh Nhược Đồng. Tô Phú Tỷ là một sàn đấu giá nổi tiếng thế giới với la lịch sâu rộng. Người bình thường tuyệt đối không điều tra được gì. Một sàn đấu giá nổi tiếng như vậy bản mật danh tính của người gửi rất nghiêm ngặt, rất khó tìm được Hoàng Thiên. Đối với loại bảo thạch vàng năm tuổi này, các nhà thẩm định hàng đầu của sàn đấu giá Tô Phú Tỷ đã kiểm tra nghiêm ngặt và chắc chắn. Đây khẳng định là Bảo Ngọc Vàng 5 tuổi là chất liệu tốt nhất để làm đồ trang sức hàng đầu. Sáng sớm, vừa lúc Hoàng Thiên thức dậy tắm rửa xong, Trịnh Nhược Đồng đi đến khách sạn, trực tiếp đứng ở cửa phòng Hoàng Thiên, bấm chuông cửa. Thông qua lỗ quan sát, thấy Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên mỉm cười, sau đó mở cửa phòng mình. Trịnh Nhược Đồng bước vào phòng Hoàng Thiên, nhìn thấy nửa người trên trần trụi cô hắn, lộ ra cơ bắp rắn chắc cường tráng. Trịnh Nhược Đồng cười nói. Mới sáng sớm đã khoe dáng rồi, mặc quần áo vào đi. Chúng ta ăn điểm tâm xong, liền đi. Được rồi, làm liền đây. Sáng nay là ngày Hoàng Thiên trở lại thành phố Phù Dung. Hôm qua, sở Minh Hạo gọi điện thoại tới sau khi kiểm tra có một nơi rất tốt rất thích hợp để mở một siêu thị lớn hoàng thiên cần phải quay lại đưa ra quyết định hoàng thiên mặc quần áo vào trịnh nhược đồng tự mình cúi người xếp vali cho hoàng thiên vừa hay quay lưng lại với hoàng thiên lộ ra một đường cong ngạc nhiên khiến cho hoàng thiên cảm thấy trong lòng nóng lên hắn nhẹ nhàng đi tới khẽ ôm lấy trịnh nhược đồng cảm nhận được cái ôm của hoàng thiên trịnh nhược đồng quay đầu cười nhẹ lại muốn nữa sao Hoàng Thiên khẽ ngật đầu Đồng thời Hai tay ôm chặt lấy cô Luồn vào trong quần áo trình nhược đồng Có thể là do cô biết Hoàng Thiên sắp rời đi Không biết bao nhiêu ngày nữa Mới có thể gặp lại nhau Trình nhược đồng cũng rất nhiệt tình Đáp lại hắn Hai người dần co hơn một giờ trong phòng Cuối cùng cũng mặc quần áo Thỏa mãn đi ra ngoài Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Trịnh Nhược Đồng lái xe đưa Hoàng Thiên ra sân bay. Tại sân bay, Hoàng Thiên lập tức phải rời đi. Đáy mắt Trịnh Nhược Đồng có chút ửng hồng, cô chủ động ôm Hoàng Thiên nói: "Anh à, có thời gian em sẽ đến thành phố Phù Dung." "Được rồi." Hoàng Thiên gật đầu, sau đó hôn lên đôi môi mỏng manh của cô, quay người cầm vali trong tay, bước đi kiên quyết biến mất theo dòng người. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên, hai hàng nước mắt từ đôi mắt to xinh đẹp của Trình Nhược Đồng rơi xuống, trong lòng thầm nói. Anh à, anh chờ tin em, em sẽ đến thành phố Phù Dung tìm anh. Trang sức đại thông có cơ sở kinh doanh ở thành phố Phù Dung, đồng thời còn có công ty chi nhánh. Nếu Trình Nhược Đồng đến thành phố Phù Dung, một mặt có thể lo việc kinh doanh ở đó, mặt khác có thể ở cùng Hoàng Thiên. Vừa rồi Hoàng Thiên rất dứt khoát quay người rời đi. Thật ra trong lòng rất bất đắc dĩ, vô cùng luyến tiếc. Để không làm cho mình khó chịu, Hoàng Thiên không lề mề, lập tức quay người rời đi ngay. Lên máy bay và đi khoan hạng nhất, ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi, thoải mái. Hoàng Thiên nhớ đến chuyến đi đến thành phố Đông Hải, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, lẫn hài lòng tình cảm của hắn và trịnh nhược đồng lúc này cũng yên ổn phát triển bây giờ hai người giống hệt như đôi nam nữ yêu nhau thấm thiết nghĩ đến trịnh nhược đồng hoàng thiên mỉm cười hạnh phúc tiếp theo hình bóng hàng tuyết và tề tiểu lộ hiện lên trong tâm trí hắn ngay cả hoàng thiên cũng cảm thấy không giải thích được có vẻ khó hiểu sao hắn lại nghĩ đến họ chứ ở đông hải mấy ngày qua ngoài việc cùng trịnh nhược đồng trải qua mấy ngày vui vẻ bản thân còn nhận được một khoản tiền khổng lồ 1 tỷ nhân dân tệ. Với số tiền lớn này thì đã có đủ tài chính cho kế hoạch mở rộng siêu thị của mình. Đeo khăn bịt mắt lên, nghe nhạc, nghĩ đến những chuyện này, cùng với tiếng máy bay mạnh mẽ cất cánh. Hơn một giờ sau, Hoàng Thiên mới quay trở lại thành phố Phù Dung. Máy bay hạ cánh an toàn xuống thành phố Phù Dung. Sân bay cũng thuận tiện. Sau khi rời sân bay, khắp nơi đều là xe taxi. Hoàng Thiên bắt taxi trở về thẳng biệt thự của mình. Sau khi rời sân bay và lên taxi, Hoàng Thiên lập tức gọi cho Trịnh Nhược Đồng, thông báo mình đã hạ cánh an toàn. Sau đó hai người nói chuyện điện thoại hơn 10 phút. Hoàng Thiên quay trở về biệt thự, đặt hành lý xuống, khi thế bừng bừng đánh hình ý quyền ở sân sau của biệt thự trong nửa giờ. Sau đó tập hai vòng cửu dương cửu diễm. Bây giờ hắn đang tu luyện tuần tự từng bước, mỗi ngày tu luyện khoảng 2-3 vòng, mỗi lần luyện công sẽ hấp thụ một số linh khí trân quý từ Hỗn Độn Linh Ngọc. Hàng ngày hắn đều tu luyện như thế, giá trị linh khí trong Hỗn Độn Linh Ngọc dần dần cạn kiệt. Hơn 200 đơn vị linh khí có giá trị hấp thu từ Bảo Ngọc Vạn Năm, hiện giờ chỉ còn vài chục đơn vị. Hiện nay tu vi của Hoàng Thiên đã ổn định, đang luyện khí đến giữa cấp 3 mỗi ngày tiến bộ một chút. Hoàng Thiên muốn biết, tu luyện đến giai đoạn cuối của luyện khí cấp 3, mấy chục đơn vị linh khí hiện nay có lẽ không đủ. Sau khi tập luyện trong 2 tuần, tinh thần hắn vô cùng phân chấn, tràn đầy tinh lực. Hoàng Thiên vội vàng từ thành phố Đông Hải trở về, chủ yếu là đến siêu thị để đưa ra quyết định. Hắn lái xe đến siêu thị Phú Giai. Không bao lâu sau khi Hoàng Thiên bước vào văn phòng, sở Minh Hạo vui vẻ bước vào, trong khoảng thời gian này công việc kinh doanh của siêu thị phú giai rất phát đạt tâm trạng của sở minh hạo cũng rất tốt sở minh hạo vừa đi vào lập tức đi thẳng vào vấn đề lấy ra một xấp tài liệu ông chủ đây là kết quả nghiên cứu của chúng tôi có một vị trí tốt ở quảng trường hồng nhật hà tây siêu thị tiếp theo của chúng ta mở ở đó khẳng định việc làm ăn sẽ vô cùng khấm khá thời học đại học hoàng thiên vốn học ở hà tây tất nhiên biết rõ tình hình ở Hà Tây. Hà Tây đang trải qua rất nhiều sự phát triển, đó là một vùng đất vàng. Ngoài ra, Hà Tây có mật độ dân số đông đúc. Toàn bộ dân số thành phố Phù Dung có khoảng 5-6 triệu dân, dân ở Hà Tây có khoảng 2 triệu. Ngoài ra, quảng trường Thanh Thạch ở cách Hà Tây rất xa. Quảng trường Thanh Thạch thuộc khu đông của thành phố. Nếu có một siêu thị khác ở Hà Tây, thì hai siêu thị sẽ có thể phối hợp với nhau từ xa. Hoàng Thiên lộ ra vẻ đắc ý. Minh Hạo nói cho tôi biết tình hình cụ thể đi. Sở Minh Hạo hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức báo cáo. Ông chủ à, quảng trường Hồng Nhật Hà Tây là quảng trường lớn nhất ở Hà Tây, nơi bốn con đường chính giao nhau, đồng thời cũng là một trong những trung tâm của Hà Tây, nên giao thông thuận tiện. Cái này không cần phải nói, bên cạnh Hồng Nhật mới xây cao ốc 32 tầng, trước mắt cao ốc Hồng Nhật đã sắp sửa được đưa vào sử dụng rồi. Tầng 1 đến tầng 6 đã sẵn sàng cho khách hàng đến thuê. Hoàng Thiên biết được một chút về cao ốc Hồng Nhật. Tòa nhà này là một tòa nhà mới. Sau khi dỡ bỏ tòa nhà 10 tầng kiểu cũ ở vị trí ban đầu, cao ốc này rất lớn. Sở Minh Hào thấy Hoàng Thiên đang nghiêm túc nghe mình báo cáo thì tiếp tục nói. Diện tích xây dựng mỗi tầng từ tầng 1 đến tầng 6 của Hồng Nhật Đại Hạ là hơn 8.000 m2, 6 tầng cộng lại gần như 50.000 m2. Tầng 1 là bãi đậu xe cực lớn, đậu xe rất thuận tiện. Sở Minh Hạo báo cáo chi tiết trong 10 phút, sau khi báo cáo xong, Sở Minh Hạo lộ ra lo lắng. Ông chủ, một nơi rộng lớn như vậy, diện tích gần 50.000 m2, phải thuê một nơi lớn như vậy, lều lái một sư thị lớn như thế, vốn của chúng ta có thể chưa đủ đâu. Hiện nay, doanh thu mỗi ngày của siêu thị Phú Giai ổn định ở mức hơn 10 triệu nhân dân tệ. Kinh doanh vào cuối tuần, doanh thu đạt hơn 15 triệu nhân dân tệ, thậm chí có thể lên đến gần 20 triệu nhân dân tệ. Doanh thu hàng ngày lớn như vậy cần một lượng vốn lưu động tương đối lớn. Bây giờ, mặc dù nhà cung cấp phân phối hàng trước, rồi đầu tháng sau mới quyết toán, nhưng cũng không thể lập tức điều một lượng vốn lớn được nếu đột ngột bố trí một khoản kinh phí lớn như vậy để xây dựng siêu thị mới với quy mô lớn. Ngồi nhỏ lúc vốn kết toán của tháng sau không đủ, kết toán mỗi tháng một lần sẽ bị hoãn lại một tháng. Những nhà cung cấp đó chắc chắn sẽ có ý kiến, uy tín của siêu thị cũng bị ảnh hưởng. Nếu mở một siêu thị mới với quy mô tương đương với siêu thị Phú Giai ở quảng trường Thanh Thạch, thì hiện tại vốn chỉ mới miễn cưỡng đủ Bây giờ chuẩn bị khởi công một siêu thị lớn với diện tích gần 50.000 50 m2, vốn dĩ không đủ. Trước mắt với một vị trí đắc địa và tốt như thế, thật đáng tiếc nếu vì vốn chưa đủ mà bỏ cuộc. Sở Minh Hạo nhất định không muốn từ bỏ. Thấy nét mặt lo lắng của Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên mỉm cười, bình tĩnh nói: "Minh Hạo à, tiền không thành vấn đề." Nghe vậy, Sở Minh Hạo rất ngạc nhiên. Sở Minh Hạo rất hiểu tình hình của siêu thị. Bây giờ siêu thị khó mà có khả năng rút ra được số tiền lớn như thế. Hoàng Thiên cười nói. Minh Hạo, chuyến đi Đông Hải lần này, nguồn tiền có được là một tỷ. Vậy nên bây giờ tiền không phải là vấn đề lớn. Một tỷ? Sở Minh Hạo khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên trong lòng thầm nghĩ. Ông chủ này thần kỳ thật. Đi Đông Hải mới có mấy ngày thôi mà đã kiếm được một tỷ về tay thảo nào nói tiền không thành vấn đề có nguồn vốn dồi dào như vậy đừng nói là mở thêm một siêu thị mở mấy cái nữa cũng được ấy chứ ông chủ lợi hại thật đấy có nhiều tiền như vậy thì chúng ta sẽ có thể mở thêm siêu thị nhanh thôi thế nhưng mà sở minh hào chuyển chủ đề nét mặt khó xử chần chừ nói ông chủ à tôi không có nhiều tiền như vậy đâu Dựa theo tỷ lệ góp vốn là anh bỏ 90%, tôi bỏ 10%, nhưng mà tôi... Hoàng Thiên xua tay rộng rãi nói. Minh Hạo tôi sẽ chi toàn bộ. Anh tạm thời không cần bỏ tiền, nhưng vẫn giữ được 10% cổ phần. Sau này có tiền trả tôi cũng được. Nghe vậy, sở Minh Hạo kích động nói. Cảm ơn ông chủ. Hoàng Thiên đứng dậy, vỗ vai sở Minh Hạo minh hạo à cố gắng làm việc để tạo ra đế quốc thương mại bán lẻ sau này không cần lo lắng về vốn tôi sẽ lo vụ đó còn anh chỉ cần phụ trách về việc phát triển thật tốt siêu thị là được à anh cố gắng nhanh chóng lấy được sáu tầng ở cao ốc hồng nhật hà tây đi ông chủ yên tâm tôi sẽ nhanh chóng tiến hành hoàng thiên ở trong văn phòng của mình bàn luận chi tiết với sở minh hạo lúc rời đi hắn nhận được điện thoại từ lưu kiến quốc hoàng thiếu à có còn nhớ tôi không hoàng thiên nghĩ lại lập tức nhớ ra phó sở trưởng lưu ông nói đùa rồi phó sở trưởng như ngày đây làm sao tôi dám quên chứ à, hoàng thiếu thật là biết nói đùa lưu kiến quốc cười vui vẻ sau đó nói hoàng thiếu chuyện lần trước ở huyện bạch mã thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều phó sở trưởng lưu khách sáo rồi lúc đó vừa hay gặp phải nên ra tay mà thôi hai người trò chuyện thêm đôi ba câu lưu kiên quốc mở lời hoàng thiếu à, tối nay cậu có rảnh không chúng ta cùng nhau tụ tập một phen được thôi hoàng thiên hào sản đồng ý lưu kiên quốc là phó sở trưởng có thể kết bạn với người như vậy thì quá tốt tìm người nâng đỡ việc kinh doanh đây là chuyện mà hoàng thiên vẫn luôn nỗ lực làm hai người hẹn địa điểm và thời gian xong thì vui vẻ kết thúc trò chuyện Ngọc Đông Lâu là nhà hàng cao cấp nhất của thành phố Phù Dung, được trang hoàng xa hoa, đồ ăn tinh xảo mỹ vị. Và đây là lần thứ hai Hoàng Thiên tới đây dùng cơm. Theo lời mời của Lưu Kiến Quốc, tầm 7 giờ tối Hoàng Thiên lái xe của mình tới Ngọc Đông Lâu. Hắn hỏi lại số phòng mà Lưu Kiến Quốc đã đặt rồi đi thẳng lên tầng 2. Lúc này cửa phòng bao khép hờ, bên trong truyền tới tiếng cười sang sản hiển nhiên là ngoài Lưu Kiên Quốc ra thì còn mấy người khác. Vào lúc này Hoàng Thiên mỉm cười bước vào phòng, Lưu Kiên Quốc lập tức đứng dậy vui mừng nói: "À già, Hoàng thiếu tới rồi, mà cũng không nói một tiếng, để tôi xuống dưới đón." Phó sở trưởng Lưu khách sáo rồi. Lưu Kiên Quốc mời Hoàng Thiên ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, sau đó nói với hắn: "Hoàng thiếu có thêm vài người, mong là cậu không có ngại." nhiều người càng đông càng vui mà hoàng thiên tôi cũng thích kết thêm bạn bè nghe vậy lưu kiên quốc càng thêm vui vẻ nhiệt tình giới thiệu tất cả đều là người trong ngành của tôi đây là tống kế tương phó đội trưởng đội trinh sát tỉnh tống kế tương có vóc người tầm trung nhiệt tình đưa tay ra nói chào hoàng thiếu lần đầu gặp mặt mong sau này sẽ được hoàng thiếu chiếu cố nhiều hơn hoàng thiên cười nói chào phó đội trưởng tống đây là đại đội trưởng đội cảnh vệ cảnh sát tỉnh Trần Tuyết. Còn đây là trưởng phòng hành chính của chúng tôi, Liêu Ái Bằng. Tổng cộng có ba người, hai nam một nữ. Tống Kế Thương và Liêu Ái Bằng đều đã tầm 40 tuổi. Trần Tuyết thì hơi trẻ, gần 30 gì đó. Trông xinh đẹp theo kiểu thành thục, khiến cho Hoàng Thiên nhất thời không nhận ra quan hệ giữa Trần Tuyết và Lưu Kiến Quốc là gì lưu kiên quốc là phó sở trưởng luôn nắm trong tay quyền lực nhất định mấy người này hiển nhiên là tâm phúc của ông ta nếu không cũng sẽ không được mời tới dự tiệc rồi còn được giới thiệu với hoàng thiên sau khi bắt tay trò chuyện với nhau đôi ba câu bầu không khí dần nóng lên bọn họ như những người bạn lâu năm cứ thế trò chuyện không biết đã qua mấy tuần rượu mọi người đều rất vui vẻ chuyên nghiệp trong việc điều tiết không khí rất nhanh đã vui vẻ uống hết một chai ngủ lương dịch. Lưu Kiên Quốc cầm chén rượu trắng đầy tràn lên, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiếu, chuyện ở huyện Bạch Mã, tôi không nói nhiều nữa. Tất cả thành ý đều thông qua rượu mà biểu đạt. Nói rồi, Lưu Kiên Quốc uống một hơi cạn sạch. Hoàng Thiên thấy vậy cũng không chần chừ rót ra một ly uống cạn. Rượu phẩm như nhân phẩm. Mấy người ngồi cạnh bổn tay giòn vang bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Tiếp theo, Tống Kế Tương, Liêu Ái Bằng và Trần Tuyết thay nhau kính rượu Hoàng Thiên. Trần Tuyết uống một hơi cạn sạch, khiến Hoàng Thiên hơi giật mình. Quả nhiên, trên bàn rượu không thể nào xem thường phụ nữ. Cũng may Hoàng Thiên đã đạt tới luyện khí tầng 3, nên sau khi dùng chân khí điều chỉnh, men say dần dần tản đi. Ngoài trừ sắc mặt hơi đỏ ra, thì đầu óc vẫn rất tỉnh táo lưu kiên quốc thấy hoàng thiên uống rượu hào sản như vậy thì mừng thầm trong lòng chỉ cần nhìn cách hắn uống rượu cũng có thể nhìn ra con người hắn không tệ đáng để lưu kiên quốc kết giao hoàng thiếu từ nay về sau nếu cần tới lão lưu tôi thì cứ nói một tiếng tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cậu hoàng thiên cầm ly rượu cười nói phó sở trưởng đừng khách sáo như vậy nào chúng ta làm thêm một ly Mấy ly rượu xuống bụng đã khiến mọi người thấm men say. Bây giờ Hoàng Thiên đang giữ thế chủ động, bắt đầu đi cùng ly. Hết một vòng rồi lại một vòng, ánh mắt Hoàng Thiên ngày càng tỉnh táo. Còn nhóm người lưu kiên quốc đã say tới mơ hồ. Phó sở trưởng, chúng ta đã uống hết bốn chai ngũ lương dịch rồi, ông không sao chứ? Hoàng Thiếu coi thường tôi quá rồi, nào, tới cùng, cùng ly. Lưu kiên quốc nói chuyện đã hơi lắp bắp, rõ ràng là say rồi. Hoàng Thiên uống mấy lưu kiên quốc xong thì đứng dậy nói. Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một chút. Hoàng Thiên đã uống hết gần một cân rưỡi rượu rồi. Tất cả mọi người đều kính rượu hắn. Nếu như là người bình thường, sợ rằng đã gục từ lâu. Uống nhiều rượu như thế, tuy rằng hắn không quá say, nhưng vẫn muốn đi vệ sinh. Vậy là Hoàng Thiên vừa huyết sáo vừa tới toilet ở cạnh phòng bao. Xả xong thoải mái hơn nhiều, hắn đi ra ngoài, đang định rửa tay một chút, thì đột nhiên có một cô gái ăn mặc gợi cảm trang điểm đậm xông vào xích nửa đã lao luôn vào lồng ngực của hoàng thiên cũng may hắn nhanh nhẹn nhẹ nhàng tránh sang một bên cô gái này có vẻ đã uống khá nhiều rượu nên không thèm để ý đến hoàng thiên cô lao tới bồn rửa tay liên tục nôn hoàng thiên hơi nhíu mày một cô gái trẻ đẹp như vậy sao lại uống nhiều rượu đến thế hắn liếc mắt đánh giá thử tuy chỉ là lướt qua nhưng hoàng thiên phát hiện cô gái này cực kỳ xinh đẹp dáng người cũng rất nóng bỏng vòng một đầy đặn như muốn chen ra khỏi lớp vải eo nhỏ mông cong đùi thon dài cực kỳ có sức hút đúng là cực phẩm nhân gian sau khi ngắm nhìn vài lần hoàng thiên đột nhiên cảm thấy cô gái này hơi quen mắt đang nghĩ kỹ xem cô gái này là ai thì lúc này một tên trung niên mập mạp cũng chạy tới Gương mặt ông ta đầy đặn, có vẻ là người sống trong nhung lụa, lắm tiền nhiều của. Ông ta đi tới bên cạnh cô gái đỡ lấy eo cô, rồi cô ý quan tâm nói. Uống nhiều như vậy có sao không? Đi thôi, chúng ta quay về phòng nào. Hoàng Thiên rõ ràng nhìn ra được, tên đàn ông này đang sàm sở người ta. Một tay đỡ lấy eo nhỏ của cô gái, tay còn lại chuẩn bị đặt lên cặp mông đầy đặn của cô tuy cô gái đã thấm men say nhưng vẫn nhíu mày đẩy tay tên mập ra ánh mắt mê ly nói tôn tổng à tôi không say tôi ổn rồi thấy hai người họ quen biết nhau từ trước hoàng thiên không thể nói gì trong lòng thầm nghĩ một cô gái hấp dẫn như vậy thật đáng tiếc hoàng thiên khẽ lắc đầu rửa tay chuẩn bị đi ra ngoài đám người lưu kiên quốc vẫn đang đợi hoàng thiên uống tiếp vậy nên hắn quay người rời đi vừa đi được hai bước hoàng thiên lại nhìn cô gái kia hoàng thiên rốt cuộc nhớ ra rồi chẳng trách trông cô ta quen quen đây không phải là liễu nhang nữ thần otaku hay sao nữ thần otaku liễu nhang không chỉ là người nổi tiếng trên mạng hiện nay mà còn là nữ thần chuẩn mực trong tâm trí của nhiều otaku trẻ tuổi ở trong nước có danh tiếng rất lớn thường xuyên tham gia các loại hoạt động thậm chí còn xuất hiện trên đài mango của thành phố phù dung lần này cũng vậy liễu nhan vừa tham gia một sự kiện ở bắc kinh vào mấy ngày trước vừa bay đến thành phố phù dung đầu tiên cô tham gia một chương trình trên mango tv hôm nay lại tham gia một sự kiện quảng cáo cho một sự kiện bất động sản của công ty địa ốc ba ngày tham dự sự kiện khai trương tòa nhà mới của công ty bất động sản với tư cách là đại sứ quảng bá hình ảnh buổi tối một số quản lý cấp cao của công ty địa ốc cùng với Liễu Nhan, trợ lý kim môi giới của Liễu Nhan và Tôn Chí Quân, CEO của công ty bất động sản và một số đơn vị liên quan. Mọi người ngồi vào một cái bàn lớn là phòng bao cạnh phòng đám người Hoàng Thiên. Liễu Nhan nổi tiếng trên mạng, có thể nói cô là người trong làng giải trí. Trong làng giải trí đương nhiên có quy tắc ngầm. Tôn Chí Quân ra giá cao mời Liễu Nhan đến để quảng bá hình ảnh cho công ty mình. Dính một chút dầu đúng là cách quy định của ngành. Liễu Nhan trong giới này cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần không phải quá mức, cô chỉ đành ngầm chấp nhận mà thôi. Đương nhiên, vẫn cần phải có biện pháp bảo vệ thích hợp. Giống như vừa rồi, Liễu Nhan cảm thấy Tôn Chí Quân đang sợ mông mình, cho nên vẫn phải bình tĩnh đẩy bàn tay mở lợn đó ra. Thỉnh thoảng bị sợ một cái cũng chẳng có gì, một ít nữ minh tinh thậm chí còn bị yêu cầu làm chuyện khác. Liễu Nhan cũng không ít lần gặp phải trường hợp như vậy, nhưng mà lần nào cô cũng từ chối. Hoàng Thiên nhận ra Liễu Nhan, lại thấy Liễu Nhan đã uống rất nhiều rượu, còn bị một tên đàn ông béo trung niên ăn đậu hũ. Hoàng Thiên không thể nói gì, trừ cười khổ một tiếng ra, thì chỉ có thể lắc đầu một cái. Thấy một màn như vậy, Hoàng Thiên cũng không thể hét lên buồn cô gái kia ra cho tôi. Hoàng Thiên chỉ có thể mỉm cười, sau đó rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, bước tới hành lang, hắn lập tức chứng kiến một màn thú vị. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cầm một bó hoa hồng lớn đang đi tới. Khi người thanh niên nọ nhìn thấy Liễu Nhan, anh ta vô cùng ngạc nhiên hét: "Liễu Nhan, cuối cùng cũng tìm được em rồi!" Trong lúc hét, anh ta nhanh chóng chạy nhanh đến trước mặt Liễu Nhan nhìn thấy nữ thần của mình bị một tên béo chết bầm đỡ lấy eo thon, ánh mắt của anh ta đột nhiên bừng lên lửa giận. Anh ta đẩy bàn tay to lớn của tôn chí quân ra, cây hú tay liễu nhang tức giận nói: này buông liễu nhang ra, cút ra xa! Tôn chí quân bị đẩy ra, trong lòng đột nhiên cãi giận, hung hăng nhìn về phía thanh niên kia. ở đâu lọt ra một thằng nhóc hoang dã dám đẩy tôn đại gia? rõ ràng Tôn Chí Quân không phải là ngọn đèn cạn dầu. Hoàng Thiên đứng một bên trong lòng thầm nghĩ, ồ có trò hay mà xem rồi. Liễu Nhan hiển nhiên biết người thanh niên này lập tức bất mãn nói. Vương Tiểu Vĩ, anh đuổi từ Bắc Kinh đến tận đây. Anh không thấy phiền sao? Liễu Nhan, báo hoa này lại cho em. Hoàng Thiên xem âm thầm thích thú, thầm nghĩ. Thì ra Vương Tiểu Vĩ này là người theo đuổi Liễu Nhan Hình như còn có ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh đuổi tới đây, đúng là đa tình. Liễu Nhan hiển nhiên không có ý nhận hoa của Vương Tiểu Vĩ. Cô cao mày dùng sức đẩy anh ta ra. Vương Tiểu Vĩ, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không thích anh đâu. Tôi biết anh đẹp trai, nhưng mà đẹp trai thì sao chứ? Đầu năm nay, đàn ông đẹp trai thật sự vô dụng. Mỗi chốt là phải có tiền và có quyền kìa. Tôn Chí Quân ở bên cạnh quan sát mọi chuyện, đột nhiên cười to. Tôi còn tưởng là một tên ngốc từ đâu xuất hiện. Thì ra là một con cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Tôn Chí Quân cao hứng càng rỡ cười, hơn nữa còn thị uy ôm lấy eo thon của Liễu Nhan lần nữa. Bị tên mập lần nữa ăn đậu hũ, Liễu Nhan câu mày. Nhưng mà Tôn Chí Quân lại không thèm để ý. Vương Tiểu Vĩ cũng không chú ý, bởi vì hai người đang đối diện nhau. Hoàng Thiên thì ngược lại, trong lòng thầm nghĩ. Liễu Nhan này cũng không có cách nào, chỉ có thể nhịn bị người ta ăn đậu hũ, bị tên mập ôm eo thon. Dẫu sao tên mập này cũng là người bỏ ra số tiền lớn mời cô tới. Bản tính của Liễu Nhan không tệ, nhưng mà không có cách nào từ chối tên mập này. Thấy Liễu Nhan là bị Tôn Chí Quân ôm lấy eo thon, Vương Tiểu Vĩ nhất thời bộc phát, cầm bông hồng trong tay đánh Tôn Chí Quân một cách thô bạo giống như vũ bảo. Tôn Chí Quân rõ ràng bối rối mấy giây rồi mới phản ứng lại. Sau khi phản ứng kịp, hắn bắt đầu đánh trả, rất nhanh, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Sao Tôn Chí Quân, một người đàn ông trung niên mập mạp, lại có thể đánh bại một thanh niên trẻ tuổi như Vương Tiểu Vĩ được? Nhất thời ông ta bị thu thiệt nhiều, trên mặt bị đánh một quyền, trên người cũng bị đá cho mấy phát. Đánh không được, Tôn Chí Quân chỉ có thể chạy. Hắn lập tức rời trận hình chạy về phòng bao của mình vừa chạy vừa quay đầu hung tợn nói, "Thằng nhóc, mày đừng có chạy, mày chờ đó cho tao, xem tao đối phó mày như nào." Nhìn Tôn Chí Quân chạy đi, Vương Tiểu Vĩ cũng không đuổi theo mà nhìn Liễu Nhan. Lúc này, Liễu Nhan có chút sợ hãi tái mặt, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Cùng lúc đó, Liễu Nhan say đang hơi chênh choáng, gần như đã hoàn toàn tỉnh táo. "Vương Tiểu Vĩ, anh nhanh chạy đi." Phòng riêng của Tôn tổng có rất nhiều người anh sẽ chịu thiệt đó." Nghe Liễu Nhan nói vậy, Vương Tiểu Vĩ không những không chạy, mà còn mặt đầy vui vẻ nói, "Liễu Nhan à, em đây không phải là đang quan tâm anh sao? Phải không?" Nhìn dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, ngay cả Hoàng Thiên ở bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu bất lực. Vương Tiểu Vĩ này thật đúng là người không bình thường, lúc này còn có tâm trạng nói ra những lời đó. Hoàng Thiên liếc nhìn Vương Tiểu Vĩ vài lần, cảm thấy Vương Tiểu Vĩ này khá đẹp trai cao gần một m tám, lông mày tuân tú nghiêm nghị, rõ ràng là người đàng hoàng, nhưng tính cách có chút không bình thường. Đuổi theo một cô gái từ Bắc Kinh đến tận thành phố Phù Dung, những thư khác bên mình đều không hỏi tới. Hoàng Thiên cho rằng tôn chí quân tổn thất lớn vậy, ông ta chắc chắn sẽ nhanh chóng gọi cứu binh tới. Nếu không phải Vương Tiểu Vĩ biểu hiện nghiêm túc, bản tính của hắn có vẻ không xấu, thì Hoàng Thiên cũng sẽ không lên tiếng khuyên hắn. Này anh ơi, tôi khuyên anh nên nghe lời mỹ nhân này mau chóng rời đi đi. Nếu không, sẽ bị tổn thất lớn đấy. Vương Tiểu Vĩ ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên tuổi còn trẻ, trong lòng lập tức có ấn tượng, cảm kích nói. Cảm ơn người anh em đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ rời đi ngay. Sau khi nói chuyện với Hoàng Thiên xong, Vương Tiểu Vĩ bất đắc dĩ nói với Liễu Nhan. Liễu Nhan à, anh sẽ lại tới tìm em. Anh nhất định phải theo đuổi được em, mặt mày của liễu nhan tái nhợt lướt mắt nhìn vương tiểu vĩ anh có thấy phiền không đi nhanh đi nó chính là nó dạy dỗ nó mạnh tay lên nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ giải quyết giọng nói này vừa truyền tới hoàng thiên lập tức thấy có vài người đang chạy về phía mình rõ ràng là người được tôn chí quân gọi tới có nhiều người chạy đến như vậy vương tiểu vĩ chắc chắn không thể chạy thoát sắc mặt Vương Tiểu Vĩ rốt cuộc thay đổi, trong lòng có chút sợ hãi. Anh ta tự đánh giá, mình tuyệt đối không đánh lại đám người này. Ngay khi những người này chạy tới bất kể là 3, 7 hay 21, đều sẽ mạnh tay đánh Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, chịu đựng quyền đóng cước đá của đám người này, cũng không lên tiếng đáp trả. Thấy Vương Tiểu Vĩ bị đánh, Liễu Nhan hiển nhiên không chịu nổi, vì vậy cô hét. Mọi người, dừng tay! đừng đánh nữa mà, đừng có đánh nữa mà. Trong số những người này có hai hoặc ba người đang đánh Vương Tiểu Vĩ, người đang ngồi xổm trên mặt đất, còn có một số người khác thì đang xông tới định đánh Hoàng Thiên. Bởi vì Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ đang đứng cùng nhau, khoảng cách giữa họ chỉ chừng 1 đến 2 mét. Mọi người tưởng nhầm Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ là cùng một hội. Thấy có mấy người toàn đánh Hoàng Thiên, Liễu Nhan ngạc nhiên há hốc miệng. Đây rõ ràng là đánh sai người rồi thấy có mấy người đang xông tới chỗ mình hoàng thiên không hề sợ hãi thậm chí gương mặt còn hiện ra ý cười chế nhạo hắn thầm nghĩ đúng là thú vị vậy mà hắn lại bị tập kích thế nhưng những người này chẳng khác gì những người bình thường hắn còn không để vào trong mắt hoàng thiên nhìn người đang đánh về phía mình nhanh chóng túm được năm đấm của gã rồi đẩy ra gã bị hất bay ra xa vài mét rồi ngã xuống đất hoàng thiên chỉ khẽ đẩy một cái đã khiến gã cảm thấy như mình bị một lực cực lớn tác động vào, không thể chống đỡ cứ thế bay ra ngoài. Sau khi bay ra xa vài mét, bông gã đã tiếp đất. Hành lang vốn dĩ đã khá chật hẹp, và lúc người bị đánh bay ra còn đụng phải hai ba người đằng sau, khiến bọn họ té ngã đầy đất. Thấy Hoàng Thi nhẹ nhàng đã giải quyết được bấy nhiêu người, liễu nhang giật mình, cô há hốc miệng. Mấy người vương tiểu vĩ và cả tôn chí quân đang bao vây bọn họ nhanh chóng ngừng, không thể tin nhìn hoàng thiên cùng nhau xông lên cho tao đánh chết nó tôn chí quân hồ thế nhưng bản thân gã lại không xông lên sau tiếng hét đó quả thật đã có vài người xông lên thế nhưng bọn họ cũng nhanh chóng bị hạ gục tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát từ lúc tôn chí quân dẫn người xông tới cho đến khi người nằm la liệt trên đất cũng chỉ mất có một hai phút bên trong phòng bao kia vẫn còn người chưa ra hết Bọn họ nghe được tiếng động lập tức xông ra, dẫn đầu là một thanh niên. Trong người kia khá anh Tuấn nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ kiêu căng ngạo mạn Thấy người này, Tôn Chí Quân lập tức cầu cứu. Dường Thiếu, mau tôi giúp tôi một tay. Dường Thiếu Hòa là khách mà Tôn Chí Quân mời tới, cũng là người mà Tôn Chí Quân muốn nịnh bợ. Hôm nay, Dương Thiếu Hoa nể tình tới tham gia tiệc tối của công ty Tôn Chí Quân tổ chức. Không biết nguyên nhân là do nghe nói có liễu nhang ở đây hay là vì nguyên nhân nào khác thấy mặt đất có nhiều người té ngã hoàng thiên vẫn bình tĩnh đứng dương thiếu hoa cảm thấy cực kỳ mất mặt dù sao đám người tôn chí quân cũng uống rượu chung với anh ta thằng nhóc kia nhìn mày quá là kiêu ngạo rồi dương thiếu hoa khinh miệt đi tới trước mặt hoàng thiên đám người trên mặt đất vốn không bị thương nặng lúc này cả đám đã bắt đầu bò dậy đứng cạnh dương thiếu hoa dù bên phía dương thiếu hoa đông người hơn thế nhưng hoàng thiên không sợ chút nào chuyện hôm nay hắn không cách nào hiểu được rõ ràng bản thân chỉ đứng xem là bị cuốn vào hoàng thiên cũng nổi giận lập tức muốn trút hết lên đầu của dương thiếu hoa và tôn chí quân hoàng thiên hờ hững cười cũng không thèm để dương thiếu hoa vào trong mắt mày thì tính là cái thái gì tránh đường đi ông đây còn phải về ăn cơm Dương Thiếu Hoa tức tới bật cười, cười xong, hắn âm trầm nói. Mày biết tao là ai không? Nói ra, sợ dọa mày chết khiếp. Mày, mau, xin lỗi Dương Thiếu đi, nếu không sẽ xử đẹp mày. Tôn Chí Quân đứng bên cạnh cũng gào lên. Có Dương Thiếu Hoa cầm đầu ở đây nên đám người xung quanh lại không chịu yên, buông tiếng lên vây đánh Hoàng Thiên. Trong đó còn có mấy tên cầm sẵn chai rượu và ghế nhựa. Thú vị đấy, Mấy người thật sự muốn bị đánh cho một trận nữa hay sao? Chút nữa có yếu hơn, tôi cũng không có lưu tình đâu. Hoàng Thiên nhìn bọn người này không khỏi nở nụ cười cảnh cáo trước. Sắc mặt của Dương Thiếu Hoa dần chuyển sang âm trầm, khoát tay nói. Đánh cho tao. Chuyện xảy ra ở đây để tao phụ trách. Mẹ nó cũng không xem thử đây là đâu. Dương Thiếu Hoa tự nhận mình là bá vương ở khu thiên hoa này. Vậy mà hôm nay lại gặp phải Hoàng Thiên hoàng thiên còn không thèm để hắn vào trong mắt điều này khiến cho dương thiếu hoa cực kỳ tức giận có lời đảm bảo này của dương thiếu hoa đám người càng thêm có lá gan để làm bọn họ biết bối cảnh sau lưng của dương thiếu hoa bắt đầu vây đánh hoàng thiên trong đó còn có hai quản lý cấp cao của công ty tôn chí quân cũng đích thân ra trận muốn thể hiện cho dương thiếu hoa xem lúc này hoàng thiên không giống như khi nãy hắn tăng tốc độ và cả sức lực tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới, dần dà trên mặt đất la liệt người, chỉ còn như lại Dương Thiếu Hoa và Tôn Chí Quân. Đám người bị đánh ngã, mặt mũi bầm dập, tuy không bị gãy xương nhưng vẫn đau tới mức rên rỉ. Vương Tiểu Vĩ thấy cảnh này thì không khỏi giơ lên ngón tay cái. Người anh em, rất trâu bò. Vương Tiểu Vĩ tôi đây xem như được mở mang tầm mắt. Hoàng Thiên có cảm giác Vương Tiểu Vĩ này không phải người xấu, còn có chút thân thuộc nên mỉm cười đáp là mấy tên phế vật mà thôi dương thiếu hoa thấy cảnh này thì tức điên vừa rút điện thoại ra vừa nhìn hoàng thiên nói mày chờ đó xem tao làm sao mà xử mày dương thiếu hoa cầm điện thoại rất nhanh đã nối máy được với bên kia anh ta lớn tiếng nói đội trưởng tiền tôi bị đánh ở ngọc đông lâu anh dẫn người tới đây nhanh đi hoàng thiên không thèm để ý việc này chuẩn bị quay về phòng bao Vương Tiểu Vĩ nhìn Liễu Nhan, sau đó nhìn Hoàng Thiên rồi cắn răng bước theo. Người anh em có thể đưa tôi theo không? Tôi còn chưa ăn cơm, nên tới chỗ anh ăn ké một bữa được chứ, anh có phiền không? Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, hắn nghĩ. Vương Tiểu Vĩ này đúng là lạ kỳ. Lần đầu gặp nhau lại còn dám tới ăn cơm cùng, còn tỏ vẻ thân thiết như thế. Nếu anh không ngại ăn cơm thừa canh cặn, thì cứ tự nhiên thôi. Hoàng Thiên nói một câu khiến cho Vương Tiểu Vĩ cực kỳ vui mừng, lập tức đuổi theo sau. Hoàng Thiên muốn rời đi, đám người Dương Thiếu Hoa không dám cản, chỉ có thể tức giận nhìn chăm chăm hắn, nhìn hắn tiến vào phòng bao cách đó không xa. Sau khi vào trong, mấy người lưu kiên quốc thấy Hoàng Thiên thì bắt đầu xôn tụ hơn. Hoàng Thiên giới thiệu. Đây là một người bạn tôi vừa mới quen, Vương Tiểu Vĩ. Chào mọi người. Vương Tử Vĩ vừa chào hỏi vừa ngồi xuống rất nhanh đã có thể hòa nhập cùng mọi người. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Vào lúc bọn họ đang rất náo nhiệt thì cửa lớn của phòng bao bị đá văng ra. Dương Thiếu Hoa tươi cười đắc ý tiến vào. Ai vậy chứ? Thân là người mời khách hôm nay thấy cửa phòng bao tự nhiên bị người khác đá văng khiến cho Lưu Kiến Quốc cực kỳ tức giận. Ông ta đập bàn đứng lên nhìn chăm chăm vào Dương Thiếu Hoa bởi vì nhóm người lưu kiên quốc đang mặc thường phục không phải đồng phục nên dương thiếu hoa không nhận ra còn tưởng bọn họ chỉ là người bình thường hắn đắc ý nhìn chăm chăm vào hoàng thiên để xem lần này mày chạy đi đâu được tại sao tao phải chạy chứ hoàng thiên nở nụ cười vẫn ngồi vững vàng ở chỗ cũ dương thiếu là ai đánh các cậu một cảnh sát dẫn theo mấy người nổi tới cùng tiến vào trong trước khi tiến vào cũng không thèm để ý lập tức hét dương thiếu hoa cười đáp ý chỉ vào hoàng thiên là nó chính nó đã đánh người của chúng tôi nhìn thấy hoàng thiên đội phó đội hình sự của phân khu thiên hoa nghiêm mặt lại nhìn chăm chăm hắn rồi nói cậu bị nghi ngờ về tội cố ý gây thương tích mời đi về đồn với chúng tôi để tiến hành điều tra kỹ hơn ồ thú vị thật đấy Cảnh sát mấy người phá án như vậy sao? Chưa hỏi tôi mọi việc là thế nào. Chỉ nghe từ một phía mà đã vội vàng kết luận rồi. Việc phá án của chúng tôi không cần cậu chỏ mỏm vào. Dẫn đi. Tiền Quốc Hoa lạnh giọng nói. Rất nhanh đã có hai cảnh sát đi tới muốn dẫn Hoàng Thiên đi. Lúc này Lưu Kiến Quốc mới buồn nổ tức giận đập bàn rồi lớn tiếng nói. Đúng là làm càng. Thấy Lưu Kiến Quốc nổi giận, Tiền quốc hoa âm thầm hoảng sợ Gã có cảm giác không ổn rồi Sự tự tin ban đầu cũng không còn Chần chừ lên tiếng Ông là Tôi là phó giám đốc sở Lưu Kiến Quốc Thật không ngờ mặt mũi của cảnh sát Đều bị các anh bôi nhỏ hết rồi Tiền quốc hoa trước đây Đã từng gặp Lưu Kiến Quốc Nhưng bởi vì ấn tượng trước đây không sâu sắc Nên bây giờ khi Lưu Kiến Quốc tự giới thiệu Tiền quốc hoa mới nhận ra Gã run rẩy nói Ngài, ngài là phó giám đốc sở. Lưu Kiên Quốc xa sầm mặt, chỉ vào Dương Thiếu Hoa. Cậu, cậu là kẻ gây chuyện. Cậu dám đặt vào phòng cửa chúng tôi. Được, lần này về phân cục, tôi sẽ thẩm vấn cậu thật nghiêm ngặt. Dương Thiếu Hoa thấy Lưu Kiên Quốc chỉ vào mình, bỗng hoảng hốt. Người kia là phó giám đốc sở. Mình chỉ là một đội phó nhỏ nhoi trong một phân cục, không bằng một cọng lông của người ta. Khoảng cách giữa hai bên trên lệch quá xa. Tiền Quốc Hoa cũng biết, nếu mình không hành động ngay lập tức thì nhất định cảnh huy trên áo sẽ không còn. Gã tỏ ra nghiêm trọng, vung tay quát: "Mau còng tay Dương Thiếu Hoa, áp giải về phân cục." "Chuyện là thế nào đây?" Mấy cảnh sát cấp dưới của Tiền Quốc Hoa còn đang ngớ người chưa hiểu. "Không nghe tôi nói gì sao?" Lúc này mấy cảnh sát nọ mới hiểu, họ đè Dương Thiếu Hoa ngã vật ra, lấy còng tay còng hắn lại. "Đội trưởng Tiền" anh dám bắt tôi sao cha tôi là phó khu trưởng để coi anh có yên ổn được không dường thiếu hoa thét lớn tiền quốc hoa phất tay ra lệnh cho cấp dưới áp giả hết những người vừa nãy tham gia đánh nhau đi cuối cùng tiền quốc hoa mới cẩn thận rút lui khỏi phòng ăn sau khi ra khỏi phòng ăn tiền quốc hoa mới cảm nhận được trên người mình đang toát mồ hôi lạnh hắn vội vàng lấy tay xoa ngực xoa dịu bớt nỗi sợ hãi trong lòng sau khi những người kia rời đi lưu kiên quốc mới ấy nấy nói hoàng thiên để cho cậu chê cười rồi nhất định tôi sẽ xử lý vụ này rõ ràng nghe lưu kiên quốc nói hoàng thiên vui vẻ trở lại hắn cười nói phó sở trưởng lưu lại khách sáng rồi bữa cơm hôm nay rất vui vẻ mà mọi người lại tiếp tục trò chuyện mấy câu uống vài ly rượu sau đó kết thúc bữa tiệc mọi người chia tay nhau tại cổng ngọc đông lâu lưu kiên quốc và mấy người khác lên xe rời đi mặc dù hoàng thiên đã uống nhiều rượu nhưng hắn không hề say tự mình lái xe về có điều hoàng thiên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vương tiểu vĩ đi theo sau mình vương tiểu vĩ tôi phải về rồi anh cũng về đi vương tiểu vĩ cười ngượng ngùng tôi trốn nhà đi nên trong người không có tiền vừa nãy tôi đã tiêu hết số tiền đang có để mua hoa hồng rồi nên bây giờ à, anh hoàng anh có thể cho tôi vay một ít có được không? Hoàng Thiên lắc đầu không thôi, lặng lặng móc ví lấy hơn 2.000 tệ đưa cho Vương Tiểu Vĩ. Tôi chỉ còn bấy nhiêu đây tiền mặt thôi, cậu cứ cầm đi. Thấy Hoàng Thiên lấy hết tiền trong ví đưa cho mình, Vương Tiểu Vĩ vô cùng cảm kích. Anh Hoàng, anh cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau. Và lại nếu sau này anh có đến Bắc Kinh, thì chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau được ở Bắc Kinh nếu có chuyện gì tôi cũng có thể nói giúp cho anh vài lời cậu có thể nói giúp tôi ở Bắc Kinh sao Hoàng Thiên ngờ vực người có tiếng nói ở Bắc Kinh có lẽ không phải là kẻ tầm thường nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Tử Vĩ không có khả năng thấy Hoàng Thiên không tin Vương Tử Vĩ không vội giải thích mà thúc giục Hoàng Thiên cho anh ta số điện thoại sau đó vẫy tay với Hoàng Thiên anh Hoàng tôi đi trước sau này chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau Vương Tự Vĩ, cậu tính theo đuổi Liễu Nhan hay sao? Vương Tự Vĩ gật đầu trả lời. Liễu Nhan là nữ thần trong lòng tôi. Tôi nhất định phải theo đuổi cho bằng được cô ấy. Hẹn gặp lại anh sau. Nhìn Vương Tự Vĩ vội vội vàng vàng chạy đi, Hoàng Thiên bật cười. Tuy Vương Tự Vĩ có vẻ không bình thường, nhưng anh ta cũng là người có cá tính. Người như vậy kết bạn cũng rất là ổn. Người như vậy kết bạn cũng rất ổn lái xe trở về biệt thự ở Vịnh Tương Thủy Loan. Trước tiên, Hoàng Thiên đi tắm, tẩy sạch mùi rượu, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bắt đầu luyện mấy chu thiên, tiêu hao vài đơn vị linh khí. Với sự hỗ trợ của hỗn độn Linh Ngọc, sau mỗi lần tu luyện, Hoàng Thiên đều có thể cảm nhận được chân khí trong kinh mạch mình từng chút một tăng dần. Có hỗn độn Linh Ngọc thật là tiện lợi. Nếu không, với lượng linh khí mỏng manh trên tinh cầu này bạn muốn tu luyện đúng là chuyện viễn tưởng. Hoàng Thiên sau khi kết thúc tu luyện thì ngậm nghĩ. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Thiên tương đối rảnh rỗi. Cũng trong khoảng thời gian này, Lưu Kiên Quốc đã đích thân gọi điện cho Hoàng Thiên báo rằng mình đã xử lý nghiêm cấp dưới. Dương Thiếu Hoa và Tôn Chí Quân cũng bị tạm giam mấy ngày. Tiền Quốc Hoa cũng bị giáng cấp, trở thành một cảnh sát bình thường. Chuyện xảy ra ở Ngọc Đông Lâu đối với Hoàng Thiên chỉ là chuyện nhỏ, hắn cũng không mấy quan tâm. Những ngày này, hắn chỉ chú ý đến hợp đồng thuê nhà thương mại Hồng Nhật ở Hà Tây. Tòa nhà thương mại Hồng Nhật vốn cho thuê nguyên căn và có tổ chức đấu giá cho thuê, hơn chục đơn vị đăng ký tham gia. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt thì Sở Minh Hạo là người cuối cùng thành công giành được quyền thuê địa điểm này. Nói chung, những tòa nhà có diện tích kinh doanh trên 15.000m2 đã được coi là siêu thị lớn Siêu thị Phú Giai ở quảng trường Thanh Thạch có diện tích kinh doanh hơn 25.000m2, cũng được xếp vào dạng siêu thị lớn. Mỗi tầng của tòa nhà thương mại Hồng Nhật rộng hơn 8.000m2, tổng cộng có 6 tầng với tổng diện tích gần 50.000m2. Nếu dùng làm siêu thị thì đây chắc chắn là một trong những siêu thị lớn nhất ở thành phố Phù Dung. Sau khi ký thành công hợp đồng thuê 10 năm, Sở Minh Hạo rất vui mừng. Anh ta cùng Hoàng Thiên đi xem xét tòa nhà thương mại Hồng Nhật Diện tích bên trong tòa nhà thương mại Hồng Nhật vô cùng lớn, còn đang ở tình trạng chưa được thiết kế chi tiết. Nếu sau này có muốn sửa sang gì thì cũng dễ dàng hơn. Sau khi dạo quanh một vòng xem xét, Hoàng Thiên rất hài lòng, nói với sở Minh Hạo. Trung bình mỗi tầng của tòa nhà thương mại Hồng Nhật rộng khoảng 8.000 m2. Từ tầng 1 đến tầng 5 chúng ta mở siêu thị. Từ tầng 6 trở đi chúng ta sẽ cho người ngoài thuê để mở khu giải trí hoặc là đặt trụ sở công ty kinh doanh. Tổng diện tích kinh doanh từ tầng 1 đến tầng 5 đã vượt quá 40.000 m2, có thể trở thành một trong những siêu thị lớn nhất thành phố phụ Dung. Tầng 6 có thể cho thuê, chúng ta có thể thu lợi từ việc cho thuê. Ngoài ra, nếu việc kinh doanh của siêu thị Phú Giai trong tòa nhà thương mại Hồng Nhật phát triển mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, giải trí và các doanh nghiệp khác chắc chắn sẽ cạnh tranh để giành chỗ. Với những doanh nghiệp này, Mọi người đã chán mua sắm trong siêu thị, mọi người có thể lên tầng 6 để có cái gì đó ăn uống và thư giãn. Nói cách khác, đây cũng là một phụ bản, mọi thứ bổ sung cho nhau. Minh Hạo, anh tìm cho tôi một công ty chuyên thiết kế nội thất. Tôi muốn họ thiết kế gần giống với phong cách thiết kế tòa nhà của chúng ta ở quảng trường Thanh Thạch. Nhanh chóng thi công càng sớm càng tốt. Được rồi, ông chủ, tôi sẽ đích thân đốc thúc công việc. Hai người lại quan sát kỹ lưỡng tòa nhà thương mại Hồng Nhật một lần nữa, mới hài lòng rời đi. Đương nhiên, Sở Minh Hạo là người lo liệu vấn đề này, Hoàng Thiên không cần phải quá bận tâm tới chuyện đó. Kết thúc tập 11, bộ truyện đô thị trận pháp sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.